Quý vị thân mến, hiện tại Phi đang có mặt ở xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây thì nói chung là cái vùng đất đất cát quý vị, cho nên là cũng trồng trọt không có được gì, chủ yếu là trồng rau khoai lang thôi. Ngày xưa thì ở đây trồng khoai lang rất là có tiếng luôn. Nói về khoai lang Duy Nghĩa thì nó rất là ngon. Và Phi nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ tại đây có một cái hoàn cảnh của chú Ngô Văn Bốn. Thì hiện tại Phi biết được là chú đang nằm một chỗ, có một người con trai thì cũng bị u não nữa. Hiện tại hai cha con đang bệnh nằm ở nhà. Bây giờ thì Phi mời quý vị cùng Phi mình vào bên trong để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh của gia đình chú Ngô Văn Bốn như thế nào nha. Dạ. Rồi xin chào gia đình nha, chào cô, chào chú ạ. À. Dạ. Được biết là hiện tại là gia đình mình là có chú với lại em là đang bệnh cô ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì cô chia sẻ sơ qua một chút về hoàn cảnh nhà mình được không? Được. Dạ. Yeah. Là chú Bốn là như thế nào, cô chia sẻ một chút nữa. Chú Bốn thì trừ cái bệnh ổng đi đột quỵ thì trừ ổng rung là ổng nằm tại chỗ rồi đó, đút ăn đồ ăn cũng khó khăn, đồ rồi tiền bột đồ không có để trả tiền. Tiền thốn ổng thúc rồi bảo ổng bị bột đó, không có tiền để lao giảm bằng đi luồn, không có tiền. Dạ, yeah. Là chú Bốn là bị như thế nào, bao lâu rồi? Bị hơi lần rồi mà vừa đợt đi bị bóng thốn mà bị nạn quá, bác sĩ chẳng. Là bị đột quỵ hả? Đột quỵ. Đột quỵ mà bị lần thứ hai? Bị lần hơi rồi. À, lần đầu là lần khi nào? Lần đầu là 3 năm. 3 năm trước? Ba năm trước là chú Bốn bị một lần ha. Đã bị một lần rồi. Rồi 4 tháng trước là bị lần hai hả? Rồi lần hai được bóng thốn rồi đó. À, bị lần hai là nó nặng hơn. Nặng hơn. Rồi bây giờ tình trạng của chú Bốn là như thế nào? Chờ chú Bốn bác sĩ chạ rồi. Ừ. Rồi không chữa được nữa, chờ về nhà đó được nào không? Không. Ừ. Bác sĩ là chữa không được nữa. Không hả? Được nữa đâu. Bác sĩ kêu thôi đưa về nhà. Đưa về. Dạ. Yeah. Rồi chú Bốn là giờ là có đi đứng được không? Không, nằm ở chỗ bạc bô bi luôn mà. À. Rồi bà đỡ ý, đâu đi được. Nằm một chỗ. Đút ăn không ngồi được, đút tầng muỗng. Mà sao chú giật miết nữa hả? Đi bắt tin sơn bác sĩ nó không có thuốc chữa nữa. Giật miết cả ngày? Giật miết có ngà có đây nữa. À, cả ngày cả đêm giật miết? Giật miết có ngà có đây nữa. Yeah. Tối ngủ có giật không? Có chứ, giật chứ. Giật nguyết khôn đó, nói cho mà nhóm mấy bác sĩ mở ra là giật khôn đó đó. Yeah. Như vậy rồi ngủ chú, không được. Chú ngủ không được luôn? Không. Giật miết. Dạ, yeah. Vậy là giật cả ngày cả đêm luôn. Giật có ngà có đây miết luôn đó. Dạ, yeah. Vậy là ăn uống rồi sao có biết không cô? Ăn thì đút vô thì không có cũng dốt, đút vô nút vô đút vô miệng là nhắm nhắm có nút mua mắt đó, không có hờ cái quẹ mắt cổ. Dạ. Yeah. Vậy là chú năm nay 60 chưa? 61 tuổi. 61 tuổi hả? 61 tuổi. À, chú 61 tuổi. Và mới bị lần hai là 4 tháng đây. 4 tháng. Là trước là chú làm công việc gì? Làm đi làm nông rồi có đi làm cống, làm đường đó đó đi. Dạ, yeah, chủ yếu là làm nông. Đi phụ đó đó. Mà ông đứa đang đa miết nó lần nữa ông đi hầu mày cũng khỏe em đi mày có nhỏ miết đó đó. Dạ dạ. Nhỏ. Rồi được biết là cô là có người con trai là bị gì? Bị u não. U não hả? Ừ, u não. À. U não là bị là lâu chưa? Bị 4 năm đi lần. 4 năm à? Mà đi tới khốn biết, xá thốn đi lần, qua thốn đi lần. Rồi tình trạng của em hiện tại sức khỏe của em như thế nào? Thì cũng thấy cũng yếu tại chân thì hầu hiện cũng mà khỏe, cái hầu hiện cũng kiểu mệt mệt chứ cũng. Đây mới thấy cái đầu tóc mình mới mới. Đó, u cát mỗi nửa cái đào đó, mỗi nửa cái đào u ốt. U sọ tị bám tia sọ đồ đó. Ủa cái sọ này là mất luôn hả? Lấy mổ ra đồ lát vô lại. À, u hết cái nửa cái u trong đây rồi. Mà sao nó bị lõm vô? Thì mổ rồi cái đụng lát hết nửa cái u, cái đụng lát nó sạo vô lại. Dạ. Hết sạo vô lại đó. Là em bị cũng lâu rồi nhưng mà cũng đang đâu điều trị miết đó. Điều trị miết đó. Điều trị miết đó, đi miết. À. Qua tháng đây, 6 tháng đi miết. Dạ dạ dạ. 3 tháng đi. 6 tháng đi. 6 tháng đi. Hẹn là mua đi. Mà chuyện này hẹn đó mà ổng đa đi cũng hơi người đi nữa nuôi không được không. Dạ. Yeah. Rồi mình cô là bây giờ là lo vừa lo cho chồng à, lo cho chồng lo cho con lo cho con nữa rồi có con bé là học lớp mấy bé hả? Học lớp 8 bé học lớp 8 hả? Dạ bé là học lớp 8 mà hiện tại là chú thì đau như thế này mà em đa nữa lại đau nữa cái rồi khi mà đưa chú vô bệnh viện là ở nhà em có chị nữa chưa có con nó về chăm giùm nó sửa soạn nấu ăn đồ đi luôn à, về cái túi rồi nó chị đồ chiều trưa là có thím nó nấu đồ cho em giùm dạ gần nhỏ nấu giùm cho em dạ dạ như vậy là cô chú là có bao nhiêu người con
bốn người. Bốn người con qua đứa ghế mình câu. À, có mình em trai. Mình em trên bị đây đó. À, có một người con trai mà em bị bệnh rồi. Mà u là u ác hả? U ốt. U ác mà sao bây giờ là ung thư giai đoạn ba rồi. Giai tài có nó giai đoạn ba rồi. Giai đoạn ba rồi hả? Được chữa được không? Không, đi là u ốt này chữa u ốt tính là chữa không được. À. Được ngà một hà nữa nãy chứ còn chữa không được. Trời tội gì. Có một mình đứa con trai mà giờ em bị bệnh vậy. Rồi bây giờ là em cũng uống thuốc hàng ngày nữa hả? Trời ơi. Rồi em học tới lớp mấy? Tới lớp 5. Lớp 6 hả? Lớp 5. Lớp 5 cái bệnh nghỉ luôn. Lớp 7 nghỉ luôn. À, lớp 5 cái là bệnh là nghỉ cái là chữa miết bữa nay luôn. Miết luôn. Trời ơi. Như vậy rồi bây giờ là mình cũng thuốc là bác sĩ đưa là mình bác uống, sĩ vậy đưa gì uống uống liên tục đó hả? À. Dạ. Bổ thuốc đồ rồi đó bác sĩ đưa gì uống. Có xạ trị hóa trị gì không? Có bắn tia đó, qua bắn tia bắn đồ đó. Dạ. Bắn tia rồi rộng tan tác mà lành đấy chứ lành để chồm đấy là. Trời, tội như vậy. Khối u nó mà bữa nay như thế nào rồi? U thì chờ bác sĩ khối mình luôn bị ở dịch mổ lại mà không được. Trần ứ dịch đây sình tại chân mà mổ không được. À, hồi trước là có mổ mổ rái hết u rồi rồi cái bén tia trắng tiêu có nâng u lại trắng khủa mạc đó lẹ. Dạ. U ốt mạc đó lẹ có trừ cái yếu tại chân rồi mổ bác sĩ có trừ mổ không được cho gì. Bây giờ là bác sĩ không cho mổ. Không đồn không đồn chứ được. Ứ dịch nó ứ dịch trong đó hả? Nhưng mà ứ dịch tại chân yếu đó. Cái khối u trong đó nó còn không? Thì đoan hết rồi đó, nó hết để xọa vô trong đây chẳng tiêu có cái u nó khủa mạc rồi đó, nó mạc rồi là mổ nặng đi là phẫu thuật bao lâu rồi? 4 năm hả? 4 năm rồi hả? À, phẫu thuật 4 năm rồi. Vừa rồi đi tới khốn yếu tay chân có bác sĩ nó ứ dịch này mà nhập viện để mổ mà kêu bác sĩ nó mổ không được cho gì cho mổ không được được ngay. À, vừa rồi ra tái khám mà bác sĩ kêu là ứ dịch. Ứ dịch mà mổ không được. Mổ không cho được. Gì. Em đứng đây em xem thử. Đúng. Yếu rồi bây giờ nó yếu như thế nào? Yếu nửa người. Yếu nửa bên tay trái hả? À, yếu nửa bên tay trái. Rồi đi đứng có được không? Đi được, đi sình sình được. Đi sình sình thôi hả? À, để em xem thế nào. À, nói chung là yếu bên nửa bên tay trái. Rồi cầm nấm có được không? À, nấm cũng yếu luôn. Rồi thôi ngồi đó đi. Lúc đó là mới học tới lớp 5, lớp 6 là phát bệnh rồi. Lớp 5 phát bệnh tự nhiên con đứa nó đừng mà bệnh nó luôn đó. Trời. Bên cạnh cô Phi là một cô hàng xóm của chú Ngô Văn Bốn thì con xin phép con mời cô chia sẻ một chút về hoàn cảnh của chú Bốn được không? Được, được. Dạ. Cô sẵn sàng. Chú Bốn thì có hoàn cảnh như thế nào cô? Hoàn cảnh chú Bốn nó thì từ đa hồi nữa chứ ông bị một lần. Nhưng mà ông rốn ông lùm, ông một người ông gánh vác con, ông bị tên đoạn nạn quá, ông phải lo ông lùm. Yeah. Cái đầu ngã xuống rồi là coi như trừ là không còn chi nữa ấy. Yeah. Vợ vỡ nang là lùm làm. Còn phần anh em thì họ lùm họ ăn trời con họ đâu giúp được ít thôi. Bò con hàng xóm 150 thôi không có cho ấy được. Yeah. Hoàn cảnh của chú Bốn rất là tội. Yeah. Trừ đa ốm không mưa nắng sớm chiều miết cứ giục biết đi bệnh viện miết. Dạ, bây giờ cũng khó khăn quá. Khó khăn quá thấy rất là tội. À, cũng không có tiền để đi bệnh viện luôn. Không có tiền đi bệnh viện, có tiền nhưng mà đâu 3 triệu bọt ra nó 4 5 triệu thì chú Bốn mới cô thím cũng thỏa ta, không đổ bùa đau ấy. Yeah. Còn ở nhà hơi đứa đi học lớp tốt. Còn thằng đấy là lái chay mua mì mua bún ăn tốn 500 ngàn lái chay cho đủ. Dạ dạ. Tội. Thấy đứt luôn. Rồi bây giờ bà con hàng xóm có còn quyên góp hỗ trợ cho chú nào? Không còn, họ chỉ góp một lần 50, 100 là hết rồi. Dạ. Không bao giờ có ơn nữa hết trơn á. Dạ dạ. Bây giờ ở đây cũng bà con cũng nghèo khổ quá. Nghèo như cô là đã chả bỏ cũng khổ. Anh em trời cũng họ cũng lùm bọn ta tao mà họ nuôi giá nuôi con. Khi đa khi ớm. Dạ dạ. Dạ rồi thôi con cảm ơn cô nha. À. Rồi bây giờ thì để con tìm hiểu về hoàn cảnh của chú Bốn. Về chú Bốn thì lúc trước có mổ xẻ gì không? Có mổ. Mổ là mổ ở đâu? Mổ dưới hố này nè. Mổ bị tắc mạch nữa, mổ dưới hố này nè. À, tắc mạch hả? Tắc mạch. Mổ về con liệt luôn đó, nó rung liệt luôn đó. Dạ. Yeah. Rồi chú hiện tại chú có biết chứ? Hồi cũng biết, hồi cũng khám nó tầm bại tầm bọ đó đó. Yeah. Hồi cũng lúa được, hồi cũng không biết, cái giờ thượng lên cũng không biết chứ trơn. Thọc biết cái ta anh đào cũng thọc cũng quánh biết anh đào đó. Yeah. Kinh luận lên cái không biết gì nữa. À lúc tỉnh lúc mê đó. Lúc mê đó. Yeah. Đó. Trời ừ. Ông
không nuốt được cái chọc đi mua mắt nuốt không được cái chân không điên lên lấy tam thọng đào báo sáng. Nhưng mà tay bên bên cái chân của chú thì thấy cũng bình thường đúng không? Bình thường mà đi không được. Nhưng mà không đi được hả? Không được. Còn cái tay này là cũng rút, bị rút hả? Rút ta phở à. Thì bị liệt bên phở này. Liệt bên rút quá. Luôn con. Dạ. Yeah. Tay thì bị liệt bên này. Rút rút luôn á. Nhưng mà bên bên này chủ yếu nó rung bên này hả? Nó rung bên phải đó. Rung bên phở nhiều hơn. Yeah. Bị liệt bên phở luôn. Dạ. Yeah. Ừ. Mà chân thì nó vẫn còn rút bình thường nè. Muốn đi không được, quỳu lên xuống đi đâu được. Yeah. Rút cơ rồi. Cứ nằm miết đó hả? Nằm miết đó đó. Chú ngồi lên nữa có được không? Đó má ngồi lên sai chúng mệt ngồi không được. Rung quá ngồi không được. Ngồi. Em cũng nằm là uống nước cũng nằm chứ ngồi lên không được. Ngồi lên là chóng mặt hả? Chóng mặt kiểu rung quá con chóng mệt đa. Dạ. Sao xanh với sòn con. Rồi cô là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 49 tuổi. Cô mới 49 thôi. 49 tuổi. 49 mà sao nhìn lớn vậy? Thì khổ quá con cậu ông nội ổng đây cái thôi. À. Được. Khổ quá hả? Khổ quá suy nghĩ nhiều quá. Tóc bạc hết hả? Rồi cô chắc là giờ lo cho chồng con vậy thôi chứ cũng không làm được gì đâu. Không, rồi giữ bạn sửa soạn con không luôn gì được. Ở nhà chỉ soạn lo cho chú, lo cho em đó. Cũng không làm được gì. Không đụng gì trần. Rồi còn bé học nữa rồi có đủ điều kiện để cho bé học không? Đi hạt nữa đó, mà nam đi lên đất tốn rồi mà không biết rồi ráng đá nữa, tiền bộ nữa, hạt có được không nữa. Dạ. Khổ quá ha. Bây giờ là trong nhà có hai người đàn ông mà đều mắc bệnh hết. Hai người đúng mà khi lâu lắm được. Rồi hai người chị á, hai đứa con gái á là có chồng xa hay không? Chồng xa, chồng còn có chồng gần cái gì đó, náo cơm nước đi nuôi ăn viện mấy tháng này nhờ náo chân cũ đi nghe. À, một đứa chồng xa, một đứa chồng gần hả? Dạ. Rồi có ai hỗ trợ được gì không? Con bé lớn thì cũng khổ, còn bé nó vừa rồi cũng không có con kiếm tiền đi cãi mà rốt cuộc ngoan bị đi con đưa chữa bệnh mặt à, chỉ dành tiền là cái con á hả? Nhưng mà ba bệnh rồi ba bệnh đưa tiền mặt đó, đưa tiền cho ba chữa bệnh còn chưa có cái con được cho gọng đợi được mai tiền lo gọng. Như vậy là chú lớn hơn cô giáp. Một giáp luôn hả? Dạ. Yeah. Hình như chú cũng có biết được hả? Chú nghe được hả? Có nghe. Đây, rồi chú có nhìn thấy con không? Có. À, hiện tại quý vị thấy không chú? Chú run quá mà chú... Chú run như thế này đây. Và khi mà Phi đến đây thì chia sẻ hoàn cảnh của chú và chú cũng rất là xúc động. Khi mà mình gia đình mình rơi vào hoàn cảnh này và chú cũng đã rất là buồn đúng không? Dạ. Hiện tại trong người chú thì thấy như thế nào? Mệt. Dạ. Mệt lắm. Sao chú? Mệt. Mệt lắm hả? Chú cũng đã khóc rồi quý vị ạ. Khi mà chú bị như thế này rồi chú trong nhà mình dậy rồi con chú nữa rồi chú thấy sao? Dạ, suy nghĩ tầm bậy tụi ạ. À, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Dạ. Chú suy nghĩ tầm bậy là suy nghĩ gì? Suy nghĩ cái chết lại rồi đợi lại cái trường. Nên sao? Suy nghĩ cái chết lại được. Chú suy nghĩ tới cái chết hả? Được. À. Trời quá. Thôi cố gắng chứ chú ha. Cố gắng rồi chữa bệnh. Chứ đừng suy nghĩ tầm bậy. Tội cho vợ cho con nữa. Đi nghĩ tầm bậy tầm bậy. Dạ. Bây giờ là ăn không được, ngủ không được, mệt trong người ha. Nằm dậy rồi có lỡ không? Đỡ rạc lên cảnh toán nuôi mấy ở thời vì phương và bóng thoáng à. Thôi để chú nghỉ đi. Nói chung là chú nằm một chỗ như thế này rồi bệnh này kia rồi chú cũng suy nghĩ suy nghĩ đủ thứ à, có khi nào chú nói với cô không? Có.
có ơi. Có. Chú nói sao? Chú kêu sống đây khổ quá, thường cực khổ cho vợ cho con mà không hết bệnh luôn. Rồi thì rồi chú suy nghĩ như là chú nói cô sao nhé? Kêu thôi chết cho rồi, kén lửa chết cho rồi chứ vợ con cái đồ cọc quá. Ví dụ bây giờ thì gia đình mình cũng đang rơi vào cái thế rất là khó khăn ha. Thì có một cái điều ước, cái mong muốn gì đó thì cô có thể chia sẻ được không? Cô có mong muốn gì không? Thì cô cũng mong muốn cho ông khỏe nữa. Mong muốn cho chú khỏe. Chú khỏe lắm mà, trừ chú bác sĩ bệnh viện họ trả rồi họ không lo được nữa vậy ta. Rồi bây giờ là chú có uống thuốc gì không? Có chứ, uống thuốc thoáng 4 triệu đó. Thuốc gì mà 4 triệu dưới thuốc vậy? Thuốc tim với là thuốc bị viêm, bị khớp, bị viêm mỡ chi đủ lụa trơn. Đủ lụa thuốc cái trơn mà tim nhiều tiền. À. Tim là mẫu viên thuốc xa lam ngon mà thoáng là uống gần 2 triệu rồi. Là bị tim nữa bị hả? Tim nữa, tim bị loạn, bị chống đông, uống thuốc chống đông đó. Mà tiền thuốc không là 4 triệu luôn. À. Giờ rồi nó bổ nổ vào đồ chuyện đưa toa về mua thoáng 4 triệu bột. Như vậy rồi lấy tiền đâu mà uống thuốc? Thì vừa rồi cũng ở ngoài đây có đồ họ xin được mấy chục triệu rồi đó, rồi cũng uống thuốc xưa ra nữa rồi hoái rồi cũng biết rồi đang đấy. Dạ. Yeah. Ai xin cho mình? Người hàng xóm đi xin. À đi quyên góp. Đi quyên góp đi anh xin. Rồi giờ hết tiền rồi. Thì gần hết tiền rồi, làm lao quá mà để ở ngoài không có chi hết trơn. Dạ. Rồi thằng cô dạy rồi thuốc rồi có tốn tiền không? Cô thì mỗi lần khóm ra thì đi khóm thì cũng tốn tiền ít. Dạ. Nhà nước. Bây giờ em nó cũng không có làm được gì luôn. Không làm được chi, mua đồ gì cho ăn an nữa đó. Dạ, mua yếu đồ... nữa hả? Ừ. Mua đồ gì cho ăn an. Trời ơi, còn trẻ nữa mà, mà giờ mắc cái bệnh. Trời ơi, có tiền thì lo dẫn mà mơ máu khách tiền là thôi điện thuốc cũng đã đỡ thuốc thì còn tiền mua còn uống. Bây giờ có tiền mà cho chú uống, buổi chiều nào uống hả? Còn hết tiền thì ngón ngón lại cho chờ tiền mua uống. Không đi lộn. Ừ. Nhưng mà chú là có uống thuốc nam thuốc gì không? Uống thuốc gì? Thuốc nam, thuốc lá cây rồi. Không đó, đỡ chơi uống thuốc béo tay không. Chủ yếu uống thuốc tay không thôi. Mà ví dụ bữa sau mà hết tiền rồi đó rồi thì có gì ấy, còn không dỗm để cho tiền mua. Dạ. Yeah. Chú ăn rồi được không? Ăn thì đút chó ăn này nàm, đút chó xài, chó xịt bò, bàm rồi đút trong ăn giống như ông được. À nhai cũng không được nhớ, không? Nhớ ông có cũng dốt mất cũng quẹ biết. À như vậy là mình xài. Nhỏ xài, nhỏ đút giống ăn. Mình đút ăn. Yeah. Rồi cái tay kia của chú là có dơ lên được không? Dơ được, còn ít rung hơn, nhưng ta dớ nên rung nhiều hơn. Ừ. Mà đặc biệt là ngồi lên là... Ngồi lên cũng được. Chóng mặt. Chóng mặt cũng sai, cái đào cũng giật biết, mệt ngồi lên cũng được. Thế quý vị thấy chú Bốn là bị giật, rung giật như thế này cả ngày cả đêm luôn đúng không? Ngà cả đêm luôn đó, ngủ không được giật miết, ngà cả đêm đó. Cái này là nó liên quan về thần kinh. Nên thần kinh mà. Kinh cho nên là nó giật miết. Giật miết. Mà bác sĩ nói bệnh Bắc Tân Sơn đi không có thuốc chữa. Uống chẳng đỡ giật đằng đỡ cho một xíu mà thôi chứ hay không hay. Dạ. Yeah. Đỡ thôi chứ bệnh đi bác sĩ không chữa nó được. Giật dài là cũng nói chung tối là ngủ được xíu thôi. Xíu thôi có thất khôn nữa đó, ngủ không được cái hồi đây số ngủ xí xí cái rồi không ngủ được. Dạ. Yeah. Ngày là cánh ngủ không được. Ngủ không được thì nó giật miết nữa đó. Nó mệt đúng không? Mệt cũng giật miết đó. Ăn không được, ngủ không được. Ăn không được, ngủ không được. Cũng qua bác sĩ nó ăn không được xong dạ dài vô đó. Cố gắng để ăn miếng đỡ miếng chứ xong vô khó chịu ăn xong. Dạ. Yeah. Vậy là chú cũng mặc bi cả ngày luôn hả? Mặc chứ, cô mới đi cô thỏa rồi cho chẳng sẵn lại cách mặc bi đó. Yeah. Mặc bi vô nữa. Rồi tiểu tiện chú có biết không? Hầu biết hầu không đó tầm lâm rồi đó. Ừ. Đó tầm lâm rồi đó. Khổ thế à? Lâm. Này là gì? Lúa hả? Cua heo. Hả? Cua heo với bắp với gà. Bắp hả? Ừ. Bắp cho heo cho gà. Bắp cho heo. Yeah. Cho heo đó. Mình có trồng lúa không? Chắc không có. Không có chứ mua gỗ không? Dưới này là không trồng lúa không được trồng đúng không? Không trồng lúa. Yeah.
chủ yếu là mua hết hả? Mua hết. Thôi thì hôm nay con cũng thay mặt các nhà hảo tâm đến để hỗ trợ cho gia đình mình số tiền để mà có thêm cái điều kiện lo cho chú và lo cho em trai ha. Dạ. Cô cảm ơn. Dạ. Thì hiện tại thì cũng đã thấy trong nhà bệnh như thế này đây mà cô cũng không có lao động làm được gì hết. Cô nuôi hai người nên cũng không có cái kinh tế mà để lo cho chồng con ha. Đúng. Dạ. Cũng không có đồng tiền đồng ra đồng vô. Không có đồng ra đồng vô chứ giờ bâu giữ khôn không lùm đi được. Dạ. Phần thì bé ăn học này kia. Bé đi học lớp tốn rồi không biết học rồi đang tới mô đó mà hả chờ tiền bộ rồi không biết. Bé học giỏi không? Giỏi quá con kìa. Học cũng học cũng khá đó hả? Ừ. Hôm nay thì Phi cũng thay với mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình mình số tiền 20 triệu ha. Yeah. Cũng mong là gia đình mình có thêm cái điều kiện mà để lo thuốc men này kia cho chú với lại giờ cho em trai cô ha. Dạ. Thì nói chung là trước giờ là hai cha con của chú là bệnh mấy năm qua rồi trong nhà cũng rất là khó khăn, cũng không có đủ mà điều kiện để lo. Và được sự giúp đỡ của bà con hàng xóm, người quyên góp ít để giúp cho chú có cái kinh phí, giúp cho em có kinh phí. Nhưng mà hiện tại thì cũng ngặt nghèo quá. Nhà cũng khó khăn nữa. Rồi tiền bạc cũng không có cái nguồn kinh phí nào mà để lo cho chú với lo cho em được. Dạ. Chính vì vậy thì ngày hôm nay Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm để hỗ trợ cho gia đình mình 20 triệu. Thì số tiền này là gồm có gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu, gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ là 1 triệu, hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà và chị Nguyễn Thị Kiều ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Trúc Ý ở bên Úc là 1 triệu, chú Văn Minh Phạm là 1 triệu, cô Hạnh Vương và cô Viện Phạm ở Canada là 1 triệu, chị Sang Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu, cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Bình An là 1 triệu, chị Nguyễn Thị Tư ở Đài Ngãi Sóc Trăng, chị Trần Thị Chính, chị Nguyễn Thị Bích Thủy ở Ngô Quyền Rạch Giá là 1 triệu, chị Đinh Thị Liễu ở phường 12 quận Tân Bình là 1 triệu, chị Lê Đặng Thảo Phương là 1 triệu, cô 12 ở bên Mỹ là 1 triệu, chị Hằng Nguyễn ở bên Úc là 1 triệu, chị Loan ở bên Úc là 1 triệu, cô Ngọc Dung Đằng ở bên Mỹ là 1 triệu, em Nguyễn Thị Diễm Thuận là 1 triệu, anh Phạm Cường ở Đà Nẵng là 500 và chị Mai Dương ở bên Mỹ là 500. Dạ, tổng số tiền là 20 triệu cô ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Đây, con gửi cô 20 triệu ha. Em sẽ giúp đỡ gia đình cô cũng ai. Dạ. Như vậy thì chú là bao lâu rồi chưa đi viện lại đây? Chờ bác sĩ chạy luôn rồi, chờ đó đó, về nhà đó rồi không nuôi tới khốn gì đâu, muốn khỏe thì ở nhà chăm, còn mày thì đi bệnh viện lại để điều trị nhóm cho hậu, mày lên thở không được phải đi. Như vậy là khi nào mà mệt quá, yếu quá kìa. Yếu quá là đi chứ trừ để miết ở nhà, chờ bác sĩ ở đâu không nhận nữa. Bác sĩ không nhận nữa. Bệnh thì chữa không được, bác sĩ không nhận bác nữa. Bác sĩ kêu thôi về nhà nằm. Về nhà nằm nữa đó. Điều mà được nhà, về nhà mà nếu mà không thở không được mày thì mình chuyển, mình chở đi đỡ nữa đó, được nằm luôn đó, mình cũng được đi. Nào được hả? Được. Dạ. Rồi còn em trai là bao lâu rồi chưa đi viện? Nó này xin luôn, nó đi xá bo thoáng xá thoáng mà nó này nằm rồi chờ bo ăn bị đi cũng đi được cái trang điểm ở nhà, nó chưa đi được má nó xuống, nó đi ông bo đấy rèn đi tới khóm má thằng rèn xuống đó. Có nghĩa là bác sĩ nói là hẹn là 3 tháng 6 tháng tháng mà nằm rồi chưa đi đó, 3 tháng 6 tháng là tái khám nhưng mà 1 năm rồi chưa đi lại, tại bo ăn bị đi cứ không đi ở nhà luôn, chờ đi nuôi hắn còn ông đi rồi bo ăn đà đây em đang đi nuôi rồi 1 năm rồi em chưa đi lại rồi cho có đầu nó có đau như vậy không? Cái đầu nó hơi nhức hả? Trời ơi, 1 năm rồi chưa có điều kiện để đi bệnh viện lại.
Dạ rồi. Thôi bây giờ cô cũng chắc phải cố gắng cô lo chứ còn cô không biết nói sao nữa. Thôi cô cũng có mang con trừ kiểu vô quần cảnh đây thiệt khổ khó khăn thôi, có chứ cô cũng giống con mang. Cô mới 49 tuổi thôi ha. 49 tuổi. Quý vị tham cô 49 tuổi mà dường như là cô lớn hơn tới 10 tuổi ha. Lớn hơn dốt nữa. Rồi thôi chắc bây giờ con xin phép đi trước ha, có gì rồi cô cố gắng rồi cô lo cho gia đình, lo cho chú, lo cho con ha. Cô có mời. Rồi thôi Phi cũng thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho gia đình chú Bốn có cái khoản kinh phí để mà cho chú với lại cho em chữa bệnh. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.